Nếu bạn có thể bỏ ra tầm 3 triệu đô để mua siêu xe Koenigsegg, bạn sẽ được tặng thêm một giá đỡ chìa khóa. Khi bạn mua siêu xe của các hãng khác, sẽ thường được tặng một chiếc chìa khóa thông thường. Thế nhưng đối với Koenigsegg, họ sẽ tặng bạn một bộ giá đỡ chìa khóa. Hơn nữa, mỗi giá đỡ chìa khóa đều được thiết kế riêng để phù hợp với các thông số kỹ thuật và chi tiết của từng chiếc Koenigsegg tương ứng. Được lấy cảm hứng từ những quả trứng Faberge, nhưng thay vì được nạm bằng đá quý và vàng, giá đỡ của Koenigsegg lại được làm từ sợi carbon, nhôm và alcantara cũng như được chế tác chính xác đến từng micromet. Chưa hết, do mỗi bộ giá đỡ sẽ được thiết kế cho từng xe, chúng còn bao gồm logo Koenigsegg và quan trọng nhất là số VIN của từng chiếc. Điều này nhằm đảm bảo nếu có ai sở hữu hai chiếc, họ sẽ không bao giờ bị nhầm khi tìm chìa khóa. Cuối cùng, mặc dù giá bán của bộ giá đỡ không được tiết lộ, nhưng theo một số nguồn tin, nó có giá còn cao hơn một chiếc xe thông thường.